Bây giờ là người tuyết. Ngoài tập luyện cái này, máy tất tên ống ngực là gì? Không quay vào đấy mai lại thành đất. Xin suy nghĩ để thấy ông dạy kim cương lắm lắm. Và cả người lần tin chất một cách cho máy tất đen ống ngực trạng người. Đây là cách gì tỏa sáng, xanh siêu ống ngực trạng người mới. Cùng xanh siêu góp tình trao tiếp. Đến là lúc gần lại bên nhau. Đó là bắt đầu. Kia. Hey. Coca-Cola, cho một khởi đầu mới. Ăn chưa? Cô đang quay. Quay làm gì? Sinh nhật đẹp cũng quay. Không được đâu. Quay rồi còn đâu nữa. Nếu biết không thích thì sao? Màu nước bất kiểu. Biết có ăn xấu nhỉ? Thẻ gì? Ý là thẻ gì? Thẻ thấp có số 1 Việt Nam. Đẹo thẻ gì con? Đẹo không là thẻ gì? Đẹo thẻ béo phì. Béo phì mà đừng cười nhỉ. Đâu thẻ thấp coi đâu, đẹo chỉ cho bố nè. Cậu là sinh viên à? Cậu có vẻ rất thích đọc sách. Vâng, cháu là sinh viên à? Cháu đọc mỗi ngày và mỗi lúc có thể. Thật đáng quý. Cậu thường đọc loại sách nào vậy? Dạ, cháu đang theo học về xã hội học nên thường đọc các cuốn sách về nghiên cứu con người. Ngoài ra, cháu cũng thích văn học nữa. Hay quá, tôi có một thư viện tại nhà. Nếu còn chi, cậu có thể đến đọc sách và chúng ta có thể trao đổi về văn chương. Rồi, nếu được như thế thì còn gì bằng ạ? Thú thật, sinh viên nghèo như cháu, chẳng có nhiều tiền để mua sách. Nghèo.